Đi bà ơi. Quay lại tao báo nè. Tí nữa làm xong việc lên nhà tao nhá. Tao giải quyết cho. Rồi. Bà yên tâm. Đi luôn. Đi hết lạc áo ạ. May quá, may hố bầu, mát hơn mà. Đó đây. Không được cái bà ơi, em bị nó phát hiện rồi. Thế à? Không phá nó được.
May quá, nó không bắt được em. Không được rồi. Quả này chả được cái tích gì. Tết cho đi. Mày, hai mẹ con nhà này đi đâu hết nhỉ? Tao sẽ lên nhà lục phá hết cái nhà mày. Cái tiền mày giấu ở đây tao lấy hết của mày. Bà đến đây làm gì á? Tao lên về tìm con trai của tao. Hôm qua không thấy về nhà rồi. Bà này chắc phải biết phá nhà mình rồi. Cái gì không biết. Bà này chắc là phá nhà mình rồi. Con ơi.
Chết rồi. Nhà cửa sao lại lung tung tánh thế này? Ôi trời ơi, nhà cửa sao lại thế này? Ai đến phá thế này? Con ơi. Trời ơi, con ngồi đây thôi mà. Trời ơi. Nhà lung tung hết thế này. Trời ơi, ai làm lung tung nhà con thế này? Con ơi. Tiền mẹ đâu hết rồi? Tiền ở đây ai lấy hết rồi con ơi? Có mỗi em tí tiền hôm qua đi bán được con mới giàu để mua cho con uống sữa. Trời ơi, để đây mà đi đâu rồi? Con ơi, tiền của mẹ để đây đâu hết rồi? Chắc là bạ rồi. Còn đấy, còn đây đợi mẹ tí nhá. Đến phá nhà của con phải không? Đưa túi tiền cho con đi. Tao không được lấy, tao không được không đi được đâu. Cái gì? Tao không được lấy. Không cần biết, cái đấy có phải khăn của bà không? Không phải. Có khăn này không phải của tao. Lấy cho con đi. Bà phải tao tao phá. Tao không được lấy đâu. Con lấy cả tiền của con, có mấy nghìn bạc, con vừa đi. Tiền này tao có thấy đâu? Vừa đi bán rau hôm qua, vừa được có mấy nghìn để mua sữa cho lấy. Cháu không ấy. Đâu. Bà kiểu gì không biết. Đừng có mà lao nhá. Tao không được lấy đâu. Trả tiền cho con. Không. Tao không được lấy. Tao không được lấy đâu. Tiền đâu con? Tao không được lấy đâu. Đưa đây cho con. Không được. Tao không được lấy đâu. Ở đây hỏi tiền con. Tiền ai? Không phải. Cái này tiền của bà. Để xem có đủ không. Không phải tiền của con. Tiền của ai? Đây là tiền bà. Cái này tiền của con. Đây, của bà đây. Cái này tiền mẹ đây. Mẹ đừng làm như thế nhá. Tiền của bà đây. Bỏ tay nhá. Tiền của con. Bỏ ra. Đây là tiền của tao. Tiền này con đi bán được không mấy mới ra. Tiền mày đâu. Để mua sữa cho cháu mà bà cũng lấy. Không phải của mày. Đây là tiền của tao đó. Tiền tao không ạ? Bỏ tay ra. Mẹ là tiền tao. Sao bà lại đi cướp tiền trắng trợn của con nhà ấy? Tiền tao. Mẹ mày. Mày không tướng thân tao đâu. Đây là tiền tao. Mày đứng ngay. Lấy tiền cho tao ngay. Mày đứng ngay. Trả tiền cho tao luôn. Đứng ngay tao ngay. Mày. Bà làm việc xấu là thế đấy. Quả báo ấy. Mày đứng lại. Bà đứng lại. Bảo đi. Mày đứng lại. Bảo mày rồi. Lấy tiền của tao. Nào đến ăn cái nhà ra cửa là cần lấy cả tiền. Dám lấy cả tiền của con à. Mày lao nhá. Mày nhơ nhá. Tha tha cho mày lần này nhá. Bà đứng lại. Bà già rồi. Lúc nào thì chết ngày đi phá nhà phá cửa. Bực mình. Bực lắm rồi con à. Bà suốt ngày đi. Nhớ rồi này. Phá khách rồi. Còn nên đi nhà nữa. Thế này. Bực mình lắm rồi, chắc phải đi báo công an đây là này, không tha cho nó đâu. Cái bà này. Cái này. Đi phá khách này. Bao nhiêu lần đến phá? Nếu đến phá, chịu ấy. Lần này chắc phải báo công an thôi. Dạ rồi. Láo vừa thôi. Nào thế. Có tội gì đâu nhỉ? Con ơi, giờ mẹ con mình lên nhà đâu để mở? Ngày nào đến phá này? Em ơi, nhà bị làm sao thế này? Làm sao vậy, hỏi mẹ anh thì biết. Suốt ngày bà là đếp phá. Bà đếp phá không đâu, con lấy cả tiền của em kìa. Em có nhìn thấy không? Bà. Sao không nhìn thấy? Chỉ có bà, còn có ai nữa. Trộm cả tiền của em kìa. Có mấy nghìn để cho mua sữa cho con thôi. Thức ngày đến phá chịu ấy. Chịu bà rồi, khuyên bao nhiêu lần rồi. Khuyên đã được. Lần này mà bà đến nữa là em không tha cho nó đâu.
em báo công an đấy, đừng có trách em ấy. Nhà cửa đã không ra gì rồi, suốt ngày lên phá này, không ai chịu được đâu. Chán lắm rồi. Anh cũng hết cách rồi. Để anh về khuyên bà đó. Để cho khuyên bao nhiêu lần rồi, có khuyên được đâu. Đợi đến bao giờ nữa? Anh hộ hai mẹ con giòn tí lắm. Ở đây nhiều cũng còn thức ăn. Chắc về nhà ở với mẹ anh đi. Ở đây nữa. Anh xem bản thân anh ấy, từ ngày về đây hai mẹ con em có được ngày nào yên ổn không? Suốt ngày bà về phá phách. Làm này em ở được không? Hai mẹ con ở đây nhá. Anh về khuyên bà đó. Khuyên ngày nào cũng khuyên, chả biết bao giờ, đời đến bao giờ khuyên được.